mà đến tuổi này anh không xác định được cách tồn tại của anh thì nó cứ vật vào thế thôi. Đấy, tôi tồn tại là tôi tồn tại theo sáng tạo. Trời ơi, ông thầy rồi, ăn tắm rồi, sợ dưới tù, sợ đi tù. Đáng lẽ phải vui lên chứ, vì chồng anh sạch chưa, có mình phải vui. Vui, không có buồn. Cho nên học thầy mới biết được bản năng là để mà con vật nó đồng đại thì văn hóa. Văn hóa chính là nó đẩy cái bản năng lên. Nhưng mà nó là nhờ cái bộ não con người. Bộ não con người nó có một cái đặc biệt khác với não động vật ấy, là nó có phần ý thức. Còn động vật nó chỉ có phần vô thức thôi. Cho nên là độ tiến hóa của nó thì nó tiến hóa theo môi trường tự nhiên. Cho nên là bây giờ nó có nhiều loại cá với nhiều loại. Mà tự nhiên cái vây của nó hoặc là cái con động vật ấy, nó thay đổi cái cánh, thay đổi cái mạo, bởi vì môi trường thế nào thì bản năng nó thích nghi. Còn con người nó thay đổi là nó định vị được môi trường và nó chủ động thay đổi trên nền tảng ý thức của nó. Thì lúc đó nó thay đổi theo cái cách nghĩ của nó. Thế thì lúc đó nó mới thành văn hóa. Cho nên văn hóa đâu có phải là chào hỏi, nói mãi nói xong dạy xong tí nó lại chào hỏi. Văn hóa là cái phương thức để tồn tại trên cuộc đời này. Thì anh tồn tại bằng sáng tạo, đấy là một kiểu văn hóa. Anh tồn tại ấy, là bằng an bình đi. Chỉ cần đủ ăn thôi, lấy ổn định làm đầu cũng là một văn hóa. Nhưng mà có nhiều cách tồn tại. Thế đấy, hôm nay đã không hiểu thì thôi. Bây giờ tồn tại không có một tí bản năng nào trong cái phần tồn tại nữa thì lúc đó nó là văn minh ấy. Chỉ có phần người thôi. Cho nên cái Phật ngày qua thầy dạy quá hay thầy. Cho nên cũng đâu có bao nhiêu người mà biết được này, em nói thật. Anh cứ hỏi cho nó thì tóm lại xây dựng đất nước mình là văn minh là thế nào? Làm cái văn minh đấy là ăn nói là phải trau chuốt rồi là phải nói phẹt nói lạc. Đâu có phải hiểu, cứ tự hiểu thế nó tỏ lao hết. Và bây giờ bản thân anh ấy, mà đến tuổi này anh không xác định được cách tồn tại của anh thì nó cứ vật vào thế thôi. Đấy, tôi tồn tại là tôi tồn tại theo sáng tạo. Còn anh không thích tồn tại theo sáng tạo thì anh tồn tại bằng lòng người, tức là bằng giá trị quan hệ, tức là tồn tại bằng văn hóa quan tâm. Tùy anh thôi. Nhưng mà có 8 cách tồn tại. Cho nên lúc đấy. Cho nên lúc thầy dạy em cứ liên tưởng tới những cái khẩu hiệu mà để mà đặt những cái đường, những cái khu phố, những cái con là những cái mà nó tưởng tượng ra không? Tưởng tượng không à? Xong ngồi với gái xong nói phét là bản thân cái thằng ấy có hiểu gì đâu. Thế là cái con đàn bà ấy gần gù, bởi vì con đàn bà có hiểu gì đâu. Thế là hai thằng ngu đi điểm cà phê thì béo cái quán nước thì được cái trò. Xong bắt đầu nhắn tin nhau xong trách móc từng từ một. Anh là đàn ông nói thế à? Thế thằng kia và anh nói thế nghĩa là sao? Thế là cứ thế tưởng tượng xong chửi nhau. Hai thằng ngu chửi nhau trên email mất cười. Cái hiểu mà anh bảo tôi cả đời tôi tu xong tôi ngậm lại. Tôi đã ra khỏi lớp bây giờ tôi nói chuyện chuyện bố. Mà tôi phải gặp toàn những cái lũ sếp thì anh gặp sếp mãi anh biết. Rồi anh với tụi tôi nói chuyện mới được. Tôi ngu thế mà tôi ngồi dưới mà tôi lập lính thì tôi phải nghe. Thế bảo tôi nghe với tâm trạng mà chán chẳng muốn nói. Em cũng cảm giác như thầy vậy đấy. Em cảm giác như thầy là trong thầy nói là như trong ruột nói ra vậy. À. Cho nên là anh cứ nhìn ra bọn danh con nó không chịu không nghiên cứu. Bạn bè ra khỏi trường đại học thì độ khoảng 5 năm sau là bắt đầu vợ chồng bỏ nhau hết. Còn đa số là đi làm bà tan hoàng hết. Còn thằng được cắm đầu xuống quách lắm thì đi làm shipper. Nó cứ gần cổ đi. Đấy, xã hội như vậy. Bởi vì là nó có tu mà nó hiểu gì. Tiếc nhất là học thầy hơi trễ, nhưng mà không sao, cố gắng theo. Bao giờ ngày hôm nay cũng là ngày sớm nhất. Dạ.
95 tuổi vẫn là ngày sớm nhất so với quãng đời còn lại, không ai ngụy biện cả. Cho nên nguyên tắc là làm liền ngày hôm nay, không có nói một câu nào cả. Ăn thế thì khi nào anh làm nhiều anh thấy nó vui gấp vạn lần đi du lịch ấy. Anh nhìn cái bảng cân đối của doanh nghiệp, xong anh nhận thức được một vấn đề mới, xong anh ngẫm lại một tí, anh sẽ thấy nó tuyệt vời gấp triệu lần con đàn bà đẹp. Thì mình mới hiểu đúng là mình là con người thật rồi, chứ không phải là con vật nữa rồi. Kiến thức nó ngon hơn nhiều, đằng này lấy cái bản năng, cái con đàn bà nó Photoshop, ngồi trước màn hình nó lên, nó dùng cam áp. Cho nên là từ gặp toàn lừa đảo, nó thích cái bản năng, nó chết. Dần dần anh mới hiểu những cái câu mà người ta không làm sao người ta nói được. Cái hạnh phúc nhất là lao động. Thích lắm. Mình sáng tạo được cái gì giống như giải bài toán khó. Quá trí với mình lắm. Đúng, tâm lý y vậy này. Sau đó là nó được thưởng bằng tiền. Trong kinh tế thị trường anh không tưởng tượng sức đẩy của tiền nữa nào. Xã hội nó ghi nhận anh bằng thủ lao chính đáng, tự hào lắm. Sau đó bắt đầu mình đẩy mình sang tự do tài chính. Tự do tài chính thì nó kéo theo tự do cá nhân. Thì lúc đó là chất lượng sống nó chuyển thành sống có chất. Đằng này sống như con chó. Cứ tưởng tượng xong dùng cái mồm loe loe. Dân tộc Việt Nam này nó tạo ra văn hóa lỗ mồm, văn hóa cú lưỡi. Đãi môi là thế. Anh biết là sau khi thằng Việt Nam với thằng Thái Lan vào bán kết, hai thằng đều thua. Mà thua nhục nhã thì hai thằng yếu. Thì trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indo, vì thằng Indo nó cú hai thằng này như kẻ thù, nó nghĩ là hai thằng bắt tay. Thì nó đèn nó mới để trên trang chủ không một câu bình luận sau khi hai thằng thua xong. Thì nó để hình ảnh của huấn luyện viên nhà nó đội cái mũ, xong mắt chấu thế này, không nói câu nào. Nó nhìn một cách khinh bỉ, tức là nó, anh tưởng tượng là nó nhìn huấn luyện viên thì bóng đá rồi, thì nó nhìn đội Thái với đội Việt Nam, nó nhìn ô thế thôi. Thì cái giao tiếp hiện đại là vậy, không thêm một câu nào, khinh như con chó bằng ánh mắt. Ô trên trang chủ của Liên vòng đá Indo có mỗi một cái hình ảnh huấn luyện viên, không một lời bình luận. Nó mặt hạng bằng, nó miệt thị bằng đôi mắt ấy. Tôi nói không biết như vậy. Cái bộ văn hóa nó nằm ngay ở trong cái bộ mặt ấy. Thế mà kẹp nhau cổ nhau, rủ nhau đi chơi. Chơi thì tâm sự thì chỉ cứ rình rình vào nhà nghỉ. Cái văn hóa không thể tưởng tượng. Thế làm sao tồn tại được? Mà khi mà mình đã sàn phẳng, kinh tế phẳng rồi, mà mình phải đọ với văn hóa người ta tồn tại bằng văn hóa, còn mình tồn tại bằng bản năng. Mình bây giờ chớm chớm được vài thằng văn hóa thì nó lại nói cái bậc văn minh rồi. Ngủ như con chó ấy, sống không khác gì con chó tôi nuôi ở nhà. Thì mình cứ ngồi để còn lý luận này, em muốn tranh luận với thầy. Đấy. Khi mà hiểu rồi thì mình mới rắn giỏi thế được. Anh có nhà nào? Thấy cái hay nó nằm ở đó. Em cũng áp dụng sau khi học ít, nhưng mà em cũng áp dụng được nhiều ở công ty, cũng nhiều cái hay lắm đó thầy. Đúng rồi, anh chỉ cần đẩy cho tôi như tôi nói lý thuyết Lê Thẩm Dương, anh chỉ cần đẩy 10%. Yeah. Là anh hơn người. Sau khi nó ổn định 10%, đẩy tiếp 15%, tức là đẩy thêm 5%. Cứ đẩy dần dần đến khi nó hoàn chỉnh, anh như thế. Không cần ai động viên mình, tự nhiên cái hành vi nó thành công, nó động viên chính mình. Xong mình khoái chí. Cho nên cái người thành công bao giờ nó cô độc. Cái đấy là ai? Tao cà phê của mình để tao tự khen tao. Cần chúng mày. Nó không nhận thức được. Ngu kinh. Thế bây giờ sau một đêm suy nghĩ thì xin ý kiến của anh Lê Quốc Hoàng à. Anh chọn văn hóa nào để anh tồn tại đây? Chứ còn anh không có văn hóa là anh không có cách tồn tại. Mỗi con chó nó tồn tại một kiểu. Con bull là nó chơi, nó tồn tại bằng cái văn hóa học hỏi, nó chơi tới cùng luôn. Chơi
đứng bóng luôn. Còn nhiều con chó nó hiền như này, cả nhà yêu nó, thế là nó tồn tại vì nó chơi bằng quan hệ. Thì văn hóa đó là văn hóa quan tâm, văn hóa là lối lối đá để mình tồn tại. Thì doanh nghiệp nào thấy mỗi doanh nghiệp nó chọn một cách. Thì anh sau một đêm xong anh chả nghĩ gì, thì hỏi được một cái mặt anh đần như ngóng. Con chào thầy ạ, em chào các anh chị trong lớp ạ. Dạ, sau khi nghe thầy nói thì con xin được báo cáo là con chọn văn hóa Pitbull. Mày chọn chó bút đấy hả? Mày biết chó bút là cái cơ bắp của nó, cái cơ ở trên vai nó này này. Đấy, nó như bỏ tót rồi đấy, thì nó mới chọn cái đó được. Mày ấy mày giống hệt tao, sờ vai toàn xương bút mày. Cái Pitbull nó mà nó cắn thì nó không dằn ra đâu rồi. Mình cái mình cũng lì lì thế. À, thế rồi mày yêu con nào nó bỏ dứt khoát, mày không bỏ, mày cắn nhưng mày không nhận ra. Lẽ ra con nó phải bỏ thì đời mày mới mệt. Nó chọn cứ gió chiều nào che chiều đó. Cho nên người Nhật người ta chọn một lối đá thôi mà người ta thành công. Thế bây giờ nó bị cái thằng Hàn Quốc nó chọn cái xu hướng linh hoạt hơn. Thành ra một số lĩnh vực Hàn Quốc nó đè luôn cả bóng đá luôn. Còn cờ bốc thì nó quánh như đi. Thị trường âm nhạc nó sơi tái với Nhật. Ngày xưa Nhật đi trước vì thằng Hàn Quốc nó chọn phương án linh hoạt hơn nhiều. Đấy. Thì nó tạo ra một cái nền văn hóa Hàn Quốc. Và nó vẫn giữ cái khổng tử. Giữ quan điểm gốc. Lấy ổn định. Cho nên phải tư duy rất là rõ chứ. Còn văn hóa người Mỹ đặc sản là gì? Thích là làm. Đúng là chó bun luôn. Đấy. Văn hóa Nhật nói là làm. Danh dự là trên hết. Đấy. Văn hóa Trung Quốc là không nói mà làm. Thâm nho, thâm si. Đúng là thầy nói không mới thấy, kể cả như cái xe điện như thế này là hiện tại bây giờ là xe Mỹ không có cửa, kể cả Tesla bây giờ thị trường nội địa là cũng thua hết xe à, thế đây, cái xe đạp 50 bây giờ nó đèn nó mới thấy tầng Nhật là lờ đi, bây giờ nó nhái y thế, nó bán đầy Việt Nam chạy bù gù gãy cổ xe luôn. Nó tạo ra văn hóa thì văn hóa là tôi biết, nhưng mà nó tồn tại thương phong luôn. Còn văn hóa ấy đều không biết, bản năng nhiều hay văn minh nhiều không biết, trước mắt tồn tại đó thì văn hóa là một phương thức tồn tại. Còn 100 thằng giảng dạy, tao nói thật mày, 99 thằng luôn là chỉ đi nhặt láo xong thu tiền láo, thu tiền của học viên, thu một lần thôi, học viên nó biết lừa nó chạy hết. Thế mà ngày nào cũng điện thoại đến cho thằng Trọng là bây giờ là xin phối hợp với thầy Dương loại sản phẩm hay sản phẩm đó. Xe công nông mà dám đòi hợp tác với nó đuối rồi, bắt đầu nó đòi móc với Lê Thẩm Dương ngày nó đem nó chụp giật, bây giờ hết thời rồi, nó hết thời, bắt đầu nó co, bắt đầu nó móc, rồi nó kêu là em có cộng đồng lắm, bây giờ thầy phối hợp với em cái là lập tức bài giảng của thầy lên cộng đồng của em thu nhiều tiền mà về mày thu đi nhé. Cái cộng đồng nhà mày ấy là cộng đồng của xe công nông, cộng đồng của tao, hợp đồng của chúng mày, hợp tác với chúng mày, láo như danh mà tao không muốn nói tên, toàn loại ở Mỹ trên mạng thấy sự kiện nó ảo mày chết đấy. Đấy, cho nên là văn hóa tồn tại là văn hóa nào mà nói thế nào thì nói. Mỗi chữ tao khuyên là chúng mày đàng hoàng, đến cuối đời chúng mày giàu sụ, nhà xây tưng bừng, có phép thoải mái. Trường Doanh Nhân PR.